và khi mà đã các đối tượng trưởng thành thì đã nó có thể đóng góp được thì là đã được trọn vẹn sau cái ngày độc lập của đất nước. Thì tôi có một cái cảm tưởng là đối với cuộc phấn đấu của đời mình cũng như là cái hạnh phúc của mình, của gia đình mình, làm trong cái hôm nay nó hoàn toàn quyết định bởi cái vận mệnh của đất nước và cái điểm mà nó dấu ấn nhất là cái ngày độc lập, là đất nước ta đã hoàn toàn được độc lập tự do và mọi người dân trong nước cũng hoàn toàn sống được độc lập tự do. Và đối với chúng tôi những người trưởng thành và sinh ra trưởng thành trong cái sau cái ngày độc lập thì có đầy đủ điều kiện để mà có cái đóng góp phấn đấu phát huy cái trí tuệ cái năng lực của mình trên mọi cái lĩnh vực để mà phấn đấu cái tốt nhất một cách là có hiệu quả nhất. Là vì thế hệ chúng tôi là cái thế hệ mà cũng chưa được đào tạo, chưa được hưởng thụ nhiều những cái mà thành tựu thành quả của thế giới, nhưng mà cái thế hệ sau tôi tức là những cái các cái thanh niên, các cái lực lượng trẻ bây giờ họ vừa được có một cái tu luyện về trong hoạt động kinh doanh sản xuất và thị trường tự thân về cho họ vừa có một cái đường lối đúng đắn, họ vừa có một cái điều kiện công nghệ trí tuệ thông tin nó sát nhập với thế giới và họ là những người đào tạo có hệ thống và họ sống trở thành từng bước một theo một cái cơ chế mà nó được định sẵn hoặc là nó được tạo dựng một cách tương đối đầy đủ. Thí dụ như kinh tế thị trường bây giờ mà như là chúng tôi là phải tự lần mò, phải tự quyết định và tự thích nghi lấy. Nhưng đây bây giờ đã có luật lệ, có cái công nghệ, đã có cái đường lối, đã có những cái tiêu chí tiêu chuẩn của các nước thì họ có điều kiện tiếp cận, họ hiểu biết, họ phát huy rất nhanh, họ lại có một cái môi trường tốt nữa thì chắc chắn là cái thế hệ sau này 2-3 năm nữa chúng ta có thể có những tốc độ tiến bộ nhanh hơn, có những sự hội nhập tốt hơn và cái vị trí của chúng ta so với thế giới nó và khu vực cũng có được xác định rõ ràng và đúng tầm hơn.